chiến tranh thế giới thì chắc là ai cũng nghe đến rồi. Nhưng liệu bạn có biết rằng thực chất Thế chiến thứ nhất đã tạo ra Cộng sản Nga hay không? Hay trong Thế chiến thứ hai, số binh lính Nga tử trận tại Stalingrad nhiều hơn số binh lính tử trận của cả Anh và Mỹ trong toàn cuộc chiến? Còn những thông tin thú vị nào nữa về hai cuộc thế chiến này? Hãy cùng theo dõi trong video này nhé! Đây là 19 sự thật thú vị về hai cuộc thế chiến được tác giả Godlike tổng hợp lại và đăng tải trên website của Spyroom. Spyroom xin được gộp lại thành một video để tiện cho mọi người theo dõi. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt về Thế chiến thứ nhất. Chiến tranh Thế giới thứ nhất là một trong những cuộc chiến tranh tàn phá nhất mà con người biết đến, ít nhất là cho đến khi Thế chiến thứ hai xảy ra. Mặc dù hình thế chính trị thời đó đã đặt nền móng cho cuộc chiến, nhưng toàn bộ sự việc đã lên đến đỉnh điểm sau vụ ám sát Franz Ferdinand của Áo và vợ ông, Sophie, bởi một người theo chủ nghĩa dân tộc Sepia. Tuy nhiên, trước vụ ám sát, một số quốc gia và đế chế đã tìm kiếm phương tiện mở rộng lãnh thổ của họ, đồng thời tìm cách chống lại sự mở rộng của các đế chế khác và trả thù cho những tổn thất của họ từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Điều này làm cho hầu hết các quốc gia và đế chế trong số ấy thành lập liên minh. Vào thời điểm Thái tử Áo Hung bị ám sát, các liên minh của họ đã kéo họ vào một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi. Ba đế chế được cai trị bởi ba anh em họ. Đức, Nga và Anh, ba đế chế của Thế chiến thứ nhất, được cai trị bởi ba người là họ hàng với nhau. Cụ thể thì là Wilhelm thứ hai của Đức, George thứ năm của Anh và Nicholas thứ hai của Nga là ba anh em họ. Cả ba người đều là hậu duệ của vua Anh George thứ hai, mà mẹ của Wilhelm thứ hai lại là chị gái của cha George thứ năm, trong khi mẹ của George thứ năm và mẹ của Nicholas thứ hai là hai chị em. Sâu xa hơn nữa thì còn phải kể đến nữ vương Victoria của Anh, người được mệnh danh là mẹ của châu Âu, do bà có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết vua chúa châu Âu thời đó. Ví dụ George thứ năm và Wilhelm thứ hai là cháu trai của bà. Tuy nhiên, bà không khuyến khích bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai người và không bao giờ muốn họ ở bên nhau. Bà thậm chí còn ngăn cản hai người đến thăm bà cùng một lúc. Mẹ của George thứ năm, công chúa Alexandra của Đan Mạch, cũng không khuyến khích bất kỳ tình anh em nào giữa George thứ năm và Wilhelm thứ hai. Tuy nhiên, bà đảm bảo rằng George thứ năm duy trì mối quan hệ thân thiết với Nicholas thứ hai, con trai của chị gái bà, Dagmar. Anh em họ duy trì sự cạnh tranh và liên minh vào thời điểm họ trở thành hoàng đế. Nga yêu cầu Đức phải chấm dứt chiến tranh. Chiến tranh Thế giới thứ nhất chính thức bắt đầu vào ngày 28 tháng 7 năm 1914, ngày Áo Hung tuyên chiến với Serbia. Sáng cùng ngày, Nicholas thứ hai đã gửi một bức điện tín cho Wilhelm thứ hai, cầu xin ông chấm dứt chiến tranh. Bức điện tín là một phần không chính thức và Nicholas thứ hai thậm chí đã ký nó với biệt danh của mình, Nicky. Thế chiến thứ nhất đã tạo ra Cộng sản Nga. Rất có thể, Nga sẽ không bao giờ là một quốc gia cộng sản nếu Vladimir Lenin không lên nắm quyền. Sự đi lên chính trị của ông sẽ không xảy ra nếu hai cuộc cách mạng Nga năm 1917 không xảy ra. Và những cuộc cách mạng đó có lẽ đã không xảy ra nếu Nga không tham gia vào Thế chiến thứ nhất. Thế chiến thứ nhất dẫn đến sự sụp đổ của ba đế chế và sự thành lập một số quốc gia. Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã thay đổi biên giới châu Âu và châu Á mãi mãi. Nó dẫn đến sự sụp đổ của ba đế chế và sự thành lập của một số quốc gia. Các đế chế Đức, Ottoman và Nga sụp đổ vào cuối cuộc chiến. Ba Lan trở nên độc lập từ đế quốc Nga và Áo Hung được chia thành Áo, Hungary, Tiệp Khắc và Nam Tư. Những người lính đã chiến đấu dưới hầm hào trong phần lớn cuộc chiến. Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã chứng kiến việc sử dụng rộng rãi súng máy lần đầu tiên. Để bảo vệ bản thân, những người lính nhanh chóng học cách bắn từ những cái hố được đào sâu dưới đất. Những lỗ này nhanh chóng được kết nối và trở thành những rãnh dài hàng dặm. Khi chiến tranh tiến triển, có thể có tới thêm 3 chiến hào bổ sung đã được đào phía sau chiến hào ban đầu. Bằng cách đó, kẻ địch vẫn sẽ phải đối phó với những chiến hào này ngay cả khi họ đã đánh bại được chiến hào phía trước. Thế chiến thứ nhất dẫn đến sự phát triển của xe tăng. Chiến tranh chiến hào nhanh chóng dẫn đến bế tắc. Không ai thắng và không ai thua. Cả hai bên chỉ tiếp tục ẩn náu trong chiến hào của họ và phát động các cuộc tấn công trực diện mà hầu như luôn luôn kết thúc trong thảm họa. Sau đó, những chiếc xe tăng xuất hiện. Trước chiến tranh, các đề xuất chế tạo xe tăng ở Anh, Pháp và Đức bị từ chối. Tuy nhiên, trong chiến tranh, Anh và Pháp đã bí mật và độc lập làm việc để chế tạo một chiếc xe tăng, hy vọng sử dụng nó để phá vỡ bế tắc.
Anh là nước đầu tiên chế tạo ra một chiếc xe tăng thực tế được triển khai đến trận Somme vào ngày 15 tháng 9 năm 1916. Thế chiến thứ nhất không được gọi tên như bây giờ. Chiến tranh thế giới thứ nhất không được gọi giống như bây giờ. Rõ ràng, không ai biết rằng Thế chiến thứ hai sẽ diễn ra. Ở Mỹ, nó được gọi là Chiến tranh châu Âu, European War. Nhưng nước khác, nó gọi là Đại chiến, Great War. Đề cập đầu tiên về chiến tranh thế giới đến từ Mỹ, sau khi các tờ báo Mỹ bắt đầu sử dụng tên này khi Mỹ tham gia vào năm 1917. Thế chiến thứ nhất đặt tên những kẻ hiếu chiến vào nợ nần chồng chất và dẫn đến sự xuất hiện của siêu cường mới, Hoa Kỳ. Chiến tranh rất tốn kém, điều mà những kẻ hiếu chiến của Thế chiến thứ nhất đã học được một cách cay đắng. Chiến tranh đã phá hủy các ngành công nghiệp và nền kinh tế của Đức, Nga, Anh và Pháp. Ngoại trừ Đức, ba nước còn lại phụ thuộc vào Mỹ về nguồn cung cấp. Thế chiến thứ nhất góp phần vào sự trỗi dậy quyền lực của Hitler và Thế chiến thứ hai. Hòa ước Versailles chính thức chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Theo đó, Đức phải bồi thường 269 tỷ Mark vàng cho phe thắng trận. Mark là tiền tệ của Đức thời đó, tương đương với 100.000 tấn vàng. Hòa ước này cũng buộc Đức phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Dù sau này khoản bồi thường đã được giảm xuống còn 112 tỷ Mark vàng, nhưng điều này cũng không làm giảm bớt tâm lý chống đồng minh ở Đức. Khoản nợ này đặt gánh nặng lên Đức. Trên thực tế, Đức này chỉ hoàn toàn thanh toán vào năm 2010. Đức đã phải trải qua những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng vào cuối chiến tranh. Tỷ lệ thất nghiệp đầy rẫy và lạm phát tăng vọt. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải trả tiền bồi thường và chịu trách nhiệm về chiến tranh. Công dân của họ không muốn điều đó. Đây là những yếu tố chính đưa Adolf Hitler và Đảng Quốc xã lên nắm quyền. Đức Quốc xã đã đập tan sự độc ác của đồng minh và hứa sẽ đưa người dân Đức ra khỏi sự khốn khổ của họ. Khi Hitler lên nắm quyền, ông từ chối trả thêm tiền bồi thường. Thay vào đó, ông đã xây dựng một đội quân và tiến hành Thế chiến thứ hai. Chiến tranh Thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh toàn cầu diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945 giữa hai liên minh quân sự đối lập, đồng minh và phe trục. Đây thường được coi là cuộc xung đột đẫm máu bậc nhất lịch sử nhân loại. Cuộc chiến lan rộng với sự tham gia của hơn 30 quốc gia và khoảng 100 triệu người. Trong tình trạng chiến tranh hoàn toàn, các quốc gia tham gia đã sử dụng hết tiềm năng kinh tế, công nghệ, khoa học và công nghiệp của họ. Thế chiến thứ hai ghi nhận con số thương vong cực kỳ lớn, dao động từ 50 tới 85 triệu người, trong đó phần lớn là thường dân ở Liên Xô và Trung Quốc. Các lý do bao gồm bệnh tật, ném bom chiến lược, đói khát, sử dụng vũ khí hạt nhân và kế hoạch diệt chủng Holocaust. Thế chiến thứ hai đã thay đổi sự liên kết chính trị và cấu trúc xã hội của thế giới. Liên Hiệp Quốc được thành lập nhằm khuyến khích hợp tác quốc tế và ngăn ngừa các xung đột trong tương lai. Các cường quốc chiến thắng như Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Liên Xô đã trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Xô và Mỹ nổi lên như những siêu cường đối thủ và điều này dẫn đến sự khởi đầu của chiến tranh lạnh kéo dài trong 46 năm tiếp theo. Thế chiến thứ hai đánh dấu lần đầu tiên vũ khí hạt nhân được sử dụng trong lịch sử. Được phát minh trong Thế chiến thứ hai, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng một lần trong chiến tranh và lần đầu tiên trong cuộc chiến này. Hoa Kỳ đã sử dụng nó chống lại Nhật Bản bằng cách thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki gần cuối Thế chiến thứ hai. Hàng triệu vũ khí mới và cũ đã được chế tạo, sản xuất và sử dụng trong chiến tranh. Thế chiến thứ hai đã chứng kiến những tiến bộ công nghệ và đổi mới nhanh chóng trong vũ khí. Hơn 650.000 xe Jeep đã được chế tạo trong Thế chiến thứ hai. Các nhà máy của Mỹ cũng sản xuất 300.000 máy bay quân sự, 89.000 xe tăng, 3 triệu súng máy và 7 triệu khẩu súng trường. Không quân không phải là một nhánh quân sự riêng biệt cho đến sau Thế chiến thứ hai. Không quân vốn chỉ là một phần của lục quân trong chiến tranh thế giới thứ hai và trở thành một nhánh riêng biệt sau chiến tranh. Tỷ lệ tử vong của Nga trong trận Stalingrad nhiều hơn cả lính Mỹ và Anh trong cả Thế chiến thứ hai. Trong trận Stalingrad, nhiều binh sĩ quân sự và thường dân Liên Xô đã thiệt mạng hơn binh lính Anh và Mỹ trong toàn bộ Thế chiến thứ hai. Cụ thể thì theo thống kê, có ít nhất 1,1 triệu binh lính và thường dân Liên Xô đã thiệt mạng trong trận Stalingrad, trong khi tổng số binh sĩ Anh và Mỹ thiệt hại trong cả cuộc chiến chỉ là trên dưới 1 triệu người. Ngân sách quốc phòng của Mỹ tăng gần 30 lần. Từ năm 1940 tới năm 1945, ngân sách quốc phòng của Mỹ đã tăng vọt từ 1,9 tỷ USD lên 59,8 tỷ USD. DJ Đài Phát thanh Hoa Kỳ bị hạn chế nhận yêu cầu của người nghe.
Năm 1942, các DJ đài phát thanh Mỹ đã bị ngăn cản nhận yêu cầu của người nghe. Chính phủ Mỹ lo ngại về việc gián điệp đối phương nhúng thông điệp bí mật. Mỹ gọi hamburger là bít tết tự do để tránh cái tên nghe giống tiếng Đức. Trong Thế chiến thứ hai, bánh hamburger ở Mỹ được gọi là Liberty Steaks để tránh cái tên nghe giống tiếng Đức. Ngoài ra, sauerkraut, một loại bắp cải của Đức, trở thành bắp cải tự do và bệnh sởi Đức trở thành sởi tự do. Trò chơi cờ tỷ phú rất quan trọng trong việc hàng ngàn tù binh chiến tranh đồng minh thoát khỏi các trại của Đức. Đức đã cho phép Hội Chữ Thập Đỏ gửi các gói chăm sóc cho tù binh chiến tranh. Và trong số các mặt hàng có thể được gửi là các trò chơi trên bàn. Họ đã tạo ra các hộp cờ tỷ phú đặc biệt chứa các vật phẩm để giúp các tù nhân trốn thoát. Tiền tệ của Đức, Pháp và Ý được giấu bên trong đồng tiền của cờ tỷ phú. Một tập tin kim loại được giấu trong bảng, một la bàn nhỏ được giấu trong một mảnh chơi và bản đồ lụa của nhà tù và vị trí của nó được giấu trong các mảnh khách sạn. Calvin Graham là quân nhân trẻ nhất gia nhập Hải quân Mỹ. Calvin Graham là quân nhân trẻ nhất của Mỹ gia nhập Hải quân Hoa Kỳ ở tuổi 12 vào năm 1942. Sau đó, người ta tiết lộ rằng ông đã nói dối về tuổi của mình và đã giành được một ngôi sao đồng và một trái tim tím trước khi Hải quân phát hiện ra ông thực sự bao nhiêu tuổi. Tổng thống Roosevelt lái chiếc limousine của Al Capone. Chiếc limousine chống đạn của trùm tội phạm người Mỹ Al Capone đã bị Bộ Tài chính Mỹ tịch thu vào năm 1931. Ngày Trân Châu Cảng bị tấn công, nhân viên mật vụ nhận ra họ không có một chiếc xe chống đạn để đưa Tổng thống Roosevelt an toàn đến Quốc hội để đọc bài phát biểu ô nhục của mình, nên chiếc limo của Capone xuất hiện trong tâm trí của đặc vụ. Chiếc xe tiếp tục trong tình trạng làm việc và được sử dụng để đưa Tổng thống Roosevelt đến Quốc hội một cách an toàn. Tổng thống Roosevelt thậm chí còn châm biếm: "Tôi hy vọng ông Capone sẽ không phiền." Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những điều đã được nêu ra? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu thích video này, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Spa Room và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai.